Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Diệp Phàm và Đoạn Đức cùng những người khác tìm thấy một khối đồng cổ khắc chữ thần văn cổ xưa. Họ không thể đọc được chữ trên đó nhưng xác định khối đồng này rất quý giá, có thể là tiên lệ lục kim. Sau đó, họ tìm thấy một vũng thần nguyên dịch lớn và một nơi được cho là mộ của một vị thần linh cổ đại. Họ tiến vào mộ, cảm nhận được uy áp vô thượng và tin rằng sắp được chứng kiến một thần tích. Chuyển sang tập 307 của Già Thiên. Mấy người đi dọc theo thạch động, xâm nhập vào sâu bên trong địa mạch. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại có một khối nguyên, chiếu sáng cả cổ động. Tí tách. Thạch nhũ nhỏ xuống từ trên vách đá, tỏa ra ánh sáng năm màu, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động êm tai, giống như có người gãy đàn, khiến cổ động lại càng có vẻ u tĩnh. Đám người Diệp Phàm đi trong động phủ lúc sáng lúc tối, trong lòng khó có thể bình tĩnh được. Khí tức mênh mông tỏa ra từ địa mạch khiến bọn họ hít thở không thông. Nếu không có gì bất ngờ thì thi thể được cho là của thần linh kia chỉ có hơn chứ không thể kém thánh binh cực đạo thức tỉnh. Cả một đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, khiến linh hồn người khác sợ run. Loảng xoảng, tiếng xích sắt lay động vang lên truyền tới, trong động phủ âm u này lại càng dọa người, dường như quỷ âm vọng tới từ địa ngục vậy, giống như ma quỷ sắp sửa giải thoát khỏi gông xiềng. Ô ô. Lại đi tới vài dặm, tiếng gió u u thổi từ một ngã rẽ khác tới, âm khí ghê người. Những ngã rẽ kia tối om như những vực sâu không đáy vậy. Bọn họ không tìm hiểu nhiều, cũng không thể đi tới. Trời mới biết là trong những lối rẽ kia có thể có cái gì, tốt nhất là đi theo con đường chủ mạch có ánh sáng này. Rắc rắc. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại thấy một số nguyên dị chúng kết trên vách đá, sau khi bị đục xuống dưới phát ra tiếng động giòn tan. Thậm chí bọn họ đào được mấy khối thần nguyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả cổ động, giống như mộng ảo vậy. Thần linh cổ đúng là biết chọn nơi. Nếu đào nơi này ra không chừng sẽ phát hiện ra không ít nguyên đâu. Đây đúng là một bảo địa quý báu. Khí tức phía trước càng mạnh khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực, giống như đối mặt với một tòa ma sơn cao ngất trong mấy vậy. Nhịp tim gia tốc, có cảm giác hít thở không thông. Cứ như vậy thì chúng ta đều không thể tiếp cận quan tài của thần linh, chỉ sợ còn cách rất xa thì thân thể đã nứt ra rồi. Thần linh khiến vương của Thái Cổ, đại đế Thái Cổ đều nghi hoặc, không biết có thực sự tồn tại hay không. Mà nay bọn họ có lẽ sắp sửa được nhìn thấy kỳ tích này. Ở phía trước có một vùng cổ mộc trắng đường, khiến người ta thực sự kinh ngạc. Ở dưới thế giới trong lòng đất này, trong đá lại có thể có một đám cây cao chọc trời như vậy. Dưới ánh sáng của những khối nguyên, cả vùng này tỏa ra sinh cơ bừng bừng xanh biếc, tươi mát vô cùng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngao. Một tiếng kêu thê lương khiến người ta tê tái da đầu truyền tới, không khác gì tiếng ác quỷ tru, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt liền khiến người ta lông tóc dựng ngược. Vút. Một bóng đen giống như ác ma bay tới, dữ tợn la đến mấy người. Mang theo từng trận ác phong, khí tức hung ác ập đến. Ma quỷ viên. Đoạn Đức giật mình, sắc mặt trắng như tuyết, lật đật rút lui. Mấy người đều biến sắc, tất cả lui lại phía sau. Đây là một con vượng quỷ cao tới một trượng, toàn thân có vảy dài màu đen lóng lánh, tràn ngập sát khí thảm thiết. Đôi mắt của nó oán độc vô cùng, giống như gặp phải kẻ thù mười kiếp vậy, vuốt sắc như sắc chụp tới như muốn xẻ tan bụng của mấy người ra. Đây là một sinh vật sinh ra trong cổ mộ, rất khó đối phó, cực kỳ nguy hiểm đó. Đoạn Đức kêu to, nhắc nhở mấy người. Vụt. Đoạn Đức tế ra một khối thiết ấn giống như núi đè xuống nhưng vuốt sắc của ma quỷ viên chụp vào, đống lửa bắn ra bốn phía rồi nó liền trở thành bột sắt. Nên biết rằng mỗi món đồ trên người Đoạn Đức đều là bảo bối nhưng đều không chịu nổi một kích của ma quỷ viên. Có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào. Ngao. Ma quỷ viên kêu dài thê lương giống như lệ quỷ chạy ra từ địa ngục, lại lao tới đánh giết, nếu là người bình thường thì đã bị nó dọa chết tươi rồi. Công. Đông Phương Giả ra tay, cầm thánh cốt duy nhất do thanh nhân viễn cổ hỏa đạo lưu lại đánh xuống, tỏa ra kim quang, mạnh mẽ đánh tới. Á! Ma quỷ viên rống lên thảm thiết, vô cùng linh hoạt, vút một cái liền lui lại, giống như quỷ mị vậy nhưng lại có vẻ rất e ngại thánh cốt màu vàng này. Trên đời đúng là có rất nhiều thứ kỳ quái. Con ma quỷ viên này nếu đại chiến có thể giết chết khối cường giả. Lão già mù giật mình nói. Đây là lần thứ ba ta gặp được nó. Hai lần trước là ở cổ mộ của Vũ Hóa Vương và Tinh Hà Vương, suýt nữa là mất mạng. Đoạn Đức vẫn còn sợ hãi. Ma quỷ viên dữ tợn vô cùng, vảy đen toàn thân lóe lên. Nó hung ác nhìn chằm chằm vào thanh thánh quốc kia, trong nhất thời không dám tiến tới nữa. Sau đó nó đột nhiên phát ra tiếng kêu dài, giống như cú đêm thét lên. U, u. Không bao lâu sau, từ bên trong rừng cổ mộc có bốn con ma quỷ viên lao ra, đều cao tới một trượng, hung ác tàn bao bao vây mấy người lại. Theo truyền thuyết thì đây là thi biến của nhân vật tuyệt đỉnh cổ đại hóa thành, giờ lại lập tức chui ra sáu con.
chúng ta nguy rồi. Lão già mù cắn răng nói. Mấy người vội lui lại. Mấy con ma quỷ viên cũng không dám tấn công, có vẻ rất sợ hãi đối với xương cánh tay của thánh nhân, gầm khẽ không ngừng. Thời gian dài quá thì khẳng định chúng sẽ tấn công. Đại sự không ổn rồi. Diệp Phàm nhíu mày. Đoạn Đức cắn chặt răng nói, bức ta không thể không vận dụng con bài chưa lật. Hắn lấy ra một ngọn đồng đăng cũ kỹ đen thui, ngọn đèn sáng mãi bất diệt, mở cái chụp đèn ra. Lập tức có một luồng khí tức không hiểu nổi tràn ra. Hỏa diễm vô cùng dịu dàng và thần thánh, chiếu rọi sáng lạng cả vùng rừng cổ mục này, tỏa ra hào quang sáng ngời. Ngọn đèn này cũng không quá chói mắt nhưng hào quang tỏa ra rất xa, xuyên qua mỗi tấc không gian, khiến không còn chút bóng tối, khí tức thần thánh tràn ngập không gian. Năm con ma quỷ viên hoảng sợ rút lui, kêu gào không ngừng, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, thậm chí thân thể không kìm được mà run rẩy. Ngọn đèn này. Lão già mù khiếp sợ, dán mắt nhìn chằm chằm không ngừng rồi nói, dầu của ngọn đồng đăng này có phải là từ thân thể của thánh nhân không? Lời này vừa thốt lên liền khiến những người khác vô cùng kinh ngạc, lộ thần sắc khó tin. Đúng vậy, ngọn đèn này cũng không phải cái gì đặc biệt như dầu bên trong lại được luyện từ cơ thể thánh nhân, trọn đời không tắt, có thể thu các tỷ hung. Đoạn Đức thừa nhân. Đây là thứ hắn mang ra từ mộ Minh Vương, lúc mới lấy được khiến hắn không ngủ được 3 ngày. Ngọn đèn thánh nhân xuất hiện khiến 5 con ma quỷ viên bị dọa lui. Hào quang của nó tỏa ra khí tức khiến chúng sợ hãi từ tận linh hồn, không dám ở lâu. Trên thực tế thì xương cốt cánh tay của thanh nhân hóa đạo càng quý giá hơn, chẳng qua là nó ẩn quá sâu, không tỏa ra thánh uy vô thượng, bởi vậy không hiệu quả bằng ngọn đèn này. Ngọn đèn này đừng thu lại, phía trước không chừng còn có thứ gì khác đó. Ta vẫn lo lắng thần chi niệm sẽ xuất hiện. Lão già mù sầu lo nói. Ở bên ngoài có mấy ngàn người đồng thời tụng vãng sinh chú và độ nhân kinh, thần quang vô tận che lấp cây cầu trên trời, thần chi niệm làm sao tiến vào được nữa. Nói thế chưa chính xác đâu. Hơn phân nữa là còn một con đường khác đấy. Nói vài câu xong, năm người đều cảm thấy vừa khẩn trương, vừa e sợ ác ma chân chính kia. Đương thời có ai hàng phục nổi hắn chứ? Len ken. Tiếng xích sắt ở phía trước càng rõ ràng khiến người ta cảm thấy như đang đi vào địa ngục vậy. Một con sông màu đen chảy vô thanh vô tức chắn ngang con đường phía trước, giống như một vực sâu màu đen, gần như có thể cắn nuốt tâm thần và linh hồn người ta. Nó yên lặng cực kỳ, không hề có chút sóng gió, thậm chí không có cả bọt nước nhưng lại đen tới mức khiến lòng người kinh sợ, nhìn lâu thì thần hồn cũng phải vỡ nát. Thật sự là Thái Âm Chân Thủy. Bình thường nếu có được một hồ lô nhỏ thì tu sĩ đã coi là trân bảo rồi, thế mà ở đây lại có cả một con sông. Mọi người đều trợn mắt há mồm, đồng thời vô cùng sợ hãi. Địa phương này cũng quá đáng sợ. Tới nơi này rồi thần lực của bọn họ bị áp chế càng mạnh hơn. Tinh hà của Đoạn Đức không thể phi hành vượt qua nữa. Chỉ sợ hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu cũng không thể phi hành ở nơi này. Phía trên con sông này có một sợi xích sắt. Tiếng lay động len ken là do nó phát ra. Xích tối đen như mực, lóe lên những điểm sáng, nối tới bờ bên kia. Phải đu dây qua sông sao? Không thể đu qua. Các ngươi xem. Trên sợi xích đó có sinh vật. Mấy người quan sát cẩn thận, cả người lạnh ngắt. Ở trên đó có không ít thi thể quấn quanh, ánh mắt khép hờ lộ ra hào quang xanh ngắt. Thượng cổ kỳ thi. Bọn họ cũng là cao thủ đời sau sông tới, không phải là người trước thái cổ chết ở nơi này. Nhìn kỳ có thể thấy trên sợi xích sắt có ghi chú, tên là An Hồn Thiết, là một loại kỳ trân, trời sinh hấp dẫn thi hài, có thể bảo tồn thi thể không rửa nát. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, trên sợi xích có không dưới mấy chục bộ thi thể quấn lấy, mỗi cái đều rất dọa người. Từ trang phục của bọn họ thì có thể thấy là những tồn tại từ năm tháng rất xa xưa. Đây đều là nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không thi thể không thể thông linh. Làm sao qua được đây? Mấy người đều cảm thấy khó khăn. Bỗng nhiên một chiếc thuyền bằng xương trắng từ từ đi tới bên bờ. Thuyền do mấy ngàn cái đầu lâu trắng bóc tạo thành, khiến người ta sợ hãi. Đây nhất định là thần chi niệm làm ra, bằng không thần linh của tuyệt đối không tạo thành những vật khiến người ta sợ hãi như vậy. Lên thuyền. Chúng ta có ngọn đèn thánh nhân. Vạn tà bất xâm. Thái Âm Chân Thủy dù có sinh vật kỳ bí gì cũng không dám xâm phạm chúng ta. Năm người không do dự mà bước lên trên thuyền bạch cốt, đi về phía bờ bên kia. Trong quá trình thuyền di chuyển, cổ đăng trong tay Đoạn Đức tỏa ra hào quang an lành, chiếu sáng rạng ngời cả một khoảng quanh cốt thuyền. Rào rào. Bọn họ vừa mới lên bờ thì giữa sông bốc lên một cơn sóng lớn. Một cái vây lưng lộ ra. Một sinh vật nửa rồng nửa dao màu máu trùng vào trong nước. Có thể sinh tồn trong Thái Âm Chân Thủy. Sinh vật này quả là có lai lịch dọa người. Diệp Phàm và Đông Phương Giả đều giật mình, thân thể bọn họ rất cường đại nhưng cũng không dám xâm nhập vào bên trong Thái Âm Chân Thủy màu đen kia. Mau đi thôi. Ta cảm thấy mấy tên hoàng chủ,
yêu chủ và thần tăng kia cũng sắp tới rồi. Nhất định phải tới trước bọn họ để lấy được cổ kinh và tiên trân. Tuy rằng bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ nhưng lại không đi nổi bởi áp lực ngày càng lớn. Ngay cả tế ra các loại cổ bảo hộ thể thì thân thể cũng giống như đi trong vũng bùn vậy. Là khí tức cường thịnh của thi thể hay là do có thanh binh cực đạo trấn áp nhỉ? Bọn họ cảm thấy thân thể sắp không chịu nổi rồi. Loại áp lực này khiến xương cốt bọn họ cũng phải nứt vỡ. Tới rồi. Các ngươi xem. Phía trước là một vùng tiên địa. Bọn họ đi vào chỗ sâu nhất trong sơn mạch, rốt cục nhìn thấy nơi tiên tán. Tiên khí vô tận ập tới, khiến người ta như sắp sửa phi thăng. Ở phía trước có đầy ánh sáng. Đó là một vùng thiên địa rộng lớn, có ngàn vạn con rồng xoay quanh, ánh sáng vô tận bao phủ, tiên khí như sương mù. Nơi đó có một kim tự tháp rất lớn, giống như đài cao, đương nhiên cũng không có đỉnh nhọn mà phía trên lại sang bằng. Nó hoàn toàn được xây bằng ngọc thạch ngũ sắc. Đài cao nào có thể lên tới vạn trượng, bậc thang ngọc từ chân thông tới tận đỉnh, có sương mù tiên khí vô tận, giống như đi tới tiên giới vậy. Cao chừng vạn trượng. Nơi này có thể ở sâu trong địa mạch, tất nhiên có pháp tắc không gian rồi. Đài ngọc cao vạn trượng, to lớn vô cùng, hỗn độn mãnh liệt, tiên khí tràn ập. Cả vạn con đại long quay quanh, cực kỳ bao la hùng vĩ. Rốt cục cũng tới nơi chôn tiên. Các ngươi xem. Phía trên có một cái quan tài, hơn phân nửa là chỗ chôn thần linh. Bạn đang nghe kể chuyện tại kênh YouTube Đô 5 Phút Review. Thần lực của bọn họ bị phong ấn gần hết nhưng thần niệm và linh giác vẫn còn, cảm nhận được một loại áp bức. Cổ quan ở trên ngọc đài cao vạn trượng kia như trấn áp tới muôn đời. Chúng ta nếu có thể mở cổ quan thì sẽ là người đầu tiên nhìn thấy thần linh trong muôn đời đó. Ngọc đài cao vạn trượng, từng bậc đi lên, rồng bay lượn khắp không gian, khí hỗn độn vần quanh, dù mấy người biết đó không phải là thật nhưng cũng vẫn kinh hãi. Chân long, thần hoàng trong phi thường chân thật, chừng hơn vạn con do tiên khí hóa thành, làm tăng thêm khí tức thần bí cho đài ngọc ngũ sắc. Nếu là phàm nhân thì ngay cả nhìn lên ngưỡng mộ cũng không thấy được gì. Dù sao thì đài ngọc cũng cao tới vạn trượng. Nhưng mắt thần mấy người bọn họ đều như điện, có thể nhìn xuyên mây mù, mơ hồ thấy cảnh tượng phía sau. Phía trước có một quan tài rất cổ xưa, tỏa ra khí tức tang thương vô tận, tuy rằng dài chưa tới một trượng nhưng lại giống như đã trải qua muôn đời năm tháng. Cái gì là bãi biển nương dâu, mặt đất mờ mịt, tinh không vô ngân cũng không thể hiện nổi một góc của quan tài. Nó dường như ngưng tụ cổ kim tương lai, xuyên qua trăm vạn năm. Tới nơi đây rồi không ai có năng lực bình yên vượt qua được, cơ thể như sắp sửa nổ tung, cả người đau nhức, xương cốt đều rung động. Trên đài ngọc ngũ sắc này có uy áp khủng bố vô tận tràn ra mênh mông như nước, cuồn cuộn trong thiên địa, khiến thân thể người như sắp vỡ nát. Vũ khí cực đạo của đại đế cổ tỉnh giấc sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Loại uy áp này chỉ có trong trận chiến tại thần thành Bắc Vực, không tu sĩ nào có thể chống lại. Đây, chẳng lẽ là do thi thể phát ra sao? Khi còn sống hắn có uy thế khủng bố tới mức nào chứ? Bọn họ không thể không lộ vẻ sợ hãi, lúc này đi tới đài ngọc ngũ sắc không xa, căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước, cổ bảo gì cũng vô dụng. Lúc này thần lực của ai cũng bị áp chế nghiêm trọng, tuy rằng còn có thể thi triển ra pháp lực nhưng cũng không thổng thuận nổi. Tới hiện giờ Diệp Phàm và Đông Phương Giả không nghi ngờ gì chính là hai người thích ứng với môi trường nhất. Thân thể bọn họ cường đại còn hơn cả thánh chủ, thần lực tuy rằng yếu bớt nhưng chiến lực lại chưa giảm. Một cái quan tài cổ xưa, thực có thể tồn tại từ trước thái cổ. Thế gian không có thần linh, đáp án hôm nay có thể sáng tỏ rồi. Quan tài không đặt trên đài ngọc vạn trượng này mà lơ lửng trong hư không, treo trong hỗn độn và tiên khí, giống như có sinh mệnh vậy. Xong rồi, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây, căn bản không thể tiến thêm một bước nữa. Làm sao bây giờ? Đông Phương Giả nói. Đài cao vạn trượng ở phía trước nhưng lại không thể tiếp cận. Khí tức từ bên trên tràn xuống khiến người ta khó có thể chịu nổi, gần như sắp phải chịu tai kiếp hình thần câu diệt. Một đám nhãi ranh cũng dám tới nơi này, đúng là không biết sống chết. Một giọng nói của nam tử trẻ tuổi truyền tới. Kẻ này chắp tay sau lưng mà bước đến. Ngươi nói ai là nhãi ranh hả? Đông Phương Giả liếm liếm môi. Đây là dấu hiệu giả mang nhân muốn ra tay, cây lan nha bông trong tay cũng đã giơ lên rồi. Đừng xúc động. Đây là một đại năng. Lão già mù ngăn cản. Một đám nhãi ranh nam tử trẻ tuổi khinh miệt nhìn lại, chậm rãi bước tới, mang theo uy áp bức người. Đám người Diệp Phàm cảm thấy hơi không ổn. Đây là một đại năng không coi bọn họ ra gì, muốn vượt lên phía trước. Thúc thúc. Đúng lúc này thì một giọng nói khác vang lên. Một nam tử trung niên gian nan tiếp cận nơi này. Thực hiển nhiên là đài ngọc gây áp lực rất lớn đối với hắn. Diệp Phàm thầm hô to không ổn. Người của Tiêu gia tới rồi. Đó đúng là nửa bước đại năng Tiêu Chí, vài lần đã muốn dồn hắn vào chỗ chết. Diệp Già Thiên.
Tiêu Chí nhìn tới nơi này liền lập tức phát hiện ra Diệp Phàm, hai mắt trợn lên, kêu to một tiếng rồi lao tới. Chính hắn giết Minh Viễn. Nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh thấy thế, thần sắc lập tức trở nên âm trầm, nhìn Diệp Phàm nói, ngươi tự mình chịu chết hay phải đợi ta ra tay? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả. Hắn nhẹ nhàng giống như một tiên nhân vọt về phía đài ngọc vạn trượng. Hắn đi tới trong áp lực cường đại, trong nháy mắt đã áp sát đài ngọc. Tới nơi này thần lực bị áp chết rất mạnh, gần như đã không thể phóng ra. Tên nhãi họ Diệp, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Giọng nói của Tiêu Chí truyền tới, giống như mèo vờn chuột, không nhanh không chậm đuổi theo. Tiêu Vân Thăng là đệ đệ của Tiêu Thái Sư, hoặc nhìn rất trẻ nhưng thực tế đó cũng không phải tuổi của hắn. Hắn chắp tay sau lưng, chẳng để ý tới gì, bước thong thả đi tới, nhìn xuống Diệp Phàm nói, quỳ gối lết tới đây. Con chó con họ Diệp kia, ta xem ngươi lần này làm sao thoát chết. Tiêu Chí âm trầm bước từng bước tới gần, bát quái đồng lô trong tay vô mạnh xuống. Giờ khắc này Diệp Phàm không hề sợ hãi, lại lộ vẻ mỉa mai. Hắn ung dung ra tay, tay trái bắt Bảo Sơn ấn đánh về phía trước. Đây không phải là ấn pháp trước đây mà là bí thuật không sức mẻ có được trên một vách đá dựng đứng tại thế giới man hoang, là địa ấn trong thiên, địa, nhân tam ấn. Ầm. Lực lượng cực mạnh, vô cùng cương mãnh giống như cả một vùng đất đè xuống. Tay trái kết ấn áp xuống bầu trời, khủng bố tuyệt luân. Tiêu Chí cười lạnh. Hắn là nửa bước đại năng, một tu sĩ hóa long bí cảnh làm sao phải là đối thủ của hắn. Đồng lô trong tay hắn vung lên đánh tới. Nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy không thích hợp. Thần lực không vận chuyên thuận lợi, bị áp chế nghiêm trọng, lại không thể thúc giục được binh khí của chính mình, hắn bỗng cảm thấy đây cũng không phải là chỗ hắn nên thấy bất an. Đối phương có thực lực còn xa mới bằng hắn, hẳn phải bị áp chế mạnh hơn mới phải. Nhưng thủ ấn của đối phương vẫn không hề bị trói buộc. Bảo Sơn ấn đánh ra giống như mặt đất ập tới, sức nặng có thể áp chế hết thảy, sầm sập ập xuống. Chắc dưới đài ngọc vạn trường, đạo lực của mọi người đều đã bị áp chế, không thể sử dụng thuận lợi. Nhưng Diệp Phàm lại có thân thể kiên cố. Đây là lực lượng thân thể thuần khiết. Bảo Sơn ấn. Tay trái Diệp Phàm giống như một vùng hắc phong đánh lên trên đồng lô, phát ra tiếng nổ vang. Xoảng một cái, đồng lô liền vỡ tan, rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người phía sau đều khiếp sợ. Một binh khí ẩn chứa pháp tắc lại bị hắn dùng thân thể hủy diệt như vậy. Khí lực của hắn mạnh tới mức nào chứ? Lui. Tiêu Vân Thăng hét lớn, bước từng bước đi tới, thúc giục pháp lực ngập trời ngăn cản. Khóe miệng Diệp Phàm lộ một tia cười lạnh, tay trái lại chấn động ra Bảo Sơn ấn. Một ngọn núi màu đen khổng lồ ập xuống. Tiêu Chí kêu to, ra sức rút lui, hai tay đẩy ra, ôm lấy sơn ấn màu đen nhưng không thể ngăn cản nổi. Phục. Hai tay của hắn lập tức hóa thành máu loãng, bị hắc phong đập vụn. Sau đó hai cánh tay giống như đậu phụ, bị cánh tay Diệp Phàm đập tới phát ra tiếng rắc, máu tươi và xương cốt bắn tung tóe. Tất cả mọi người phía sau đều khiếp vía. Tuy nhiên Tiêu Vân Thăng cũng đưa pháp lực tới nơi này rồi, ngăn cản thế công của Diệp Phàm. Ầm. Một tiếng chấn động mãnh liệt. Diệp Phàm rút lui, mà Tiêu Chí lão đảo lùi lại, song chưởng đã bị đánh nát thành thịt vụn. Ở nơi chỗ cất tiên này, thần lực của bất luận kẻ nào cũng đều bị áp chế. Diệp Phàm dựa vào lực lượng thân thể tinh thuần có thể đánh trọng thương một vị nửa bước đại năng. A. À. Tiêu Chí gần như phát điên, không thể tin nổi mọi chuyện. Dựa vào thực lực của hắn thì đúng ra đến bao nhiêu Diệp Phàm hắn có thể giết bấy nhiêu. Nhưng hiện giờ kết quả lại đảo ngược. Vừa đối mặt một cái đã bị đối phương đánh nát hai tay. Hắn giận, xấu hổ, phẫn nộ, đau đớn, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Sắc mặt Tiêu Vân Thăng âm trầm như nước, tuy có dáng vẻ một thánh niên trẻ tuổi nhưng uy thể lại có thể so với giáo chủ một phương, mái tóc đen tung bay, đôi mắt như điện, vọt tới nhanh như chớp. Vút. Diệp Phàm còn nhanh hơn, bước lên phía trước 9 bước. Bước lên 18 bậc đài ngọc, cảm nhận uy áp vô tận từ trên cao giáng xuống. Lúc này hắn ngừng lại, tay phải vung lên vẽ lên quỹ tích của đạo. Hắn kết xuất ra Nhân Vương ấn. Lúc này hắn giống như chủ nhân đứng trên thiên hạ của nhân tộc, nhìn xuống khắp thế gian, đưa mắt khắp mặt đất mênh mông, có tư thái duy ngã độc tôn. Đây là Nhân Vương ấn, vừa đánh ra liền khiến khí chất bản thân thay đổi. Hắn giống như vương của nhân tộc, đứng trong đám mây nhìn xuống chúng sinh. Ầm. Diệp Phàm niết ấn đánh ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn lui lại phịch phịch phịch, thân thể lay động một trận nhưng cũng không hề bị thương. Tiểu Vương ở phía bên kia biến sắc. Hắn là đại năng tuyệt đỉnh nhưng pháp lực ngập trời lại không vận chuyển tốt, không thể trấn áp chết đối phương. Tới đây tiếp đi. Diệp Phàm bước thêm 9 bậc thang nữa, hướng về phía đối phương mà gọi. Tiêu Vân Thăng lần đầu cảm thấy tình thế nghiêm trọng tới mức nào. Thân thể của kẻ này mạnh mẽ tới mức biến thái, so với đại năng như hắn còn hơn hẳn, vượt qua dự đoán của hắn.
Ở địa phương này, pháp lực toàn thân bị áp chế, thân thể mạnh mẽ lại được giữ nguyên vẹn, nếu đi tới đỉnh Đài Ngọc thì ai sống ai chết khó mà nói nổi. Nhãi ranh đi lên đây đánh một trận xem. Diệp Phàm khiêu khích. Mặt Tiêu Vân thăng trầm xuống, không nói một câu, bước trên thang ngọc đi về phía trước. Một tu sĩ hóa long bí cảnh lại dám quát thét đại năng, khiến mấy người phía dưới ngấn ngơ. Đúng là rất uy phong đó. À, Tiêu Chí phía dưới kêu to. Sau khi mất đi hai tay hẳn đau đớn không thôi, lúc này tỉnh cảnh đã như bị lửa giận công tâm. Ngươi kêu cái gì? Giả Ma Nhân mang theo Lan Nha bỗng tiến về phía trước, hung hăng áp sát vị nửa bước đại năng này. Ngươi! Tiêu Chí suýt nửa nghẹn mà chết. Thực lực của hắn cao tới mức nào, được bao nhiêu người tôn kính, nhưng hôm nay lại bị người ta khinh thường. Tuy nhiên hắn biết lai lịch của Đông Phương Giả này, biết hắn là người tới từ một bộ lạc thủy cổ, thân thể biến thái siêu cấp. Nếu xung đột ở địa phương quỷ quái này thì hắn tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này thì một giọng nói rõ ràng truyền tới. Long Tiêu Diêu lão già tinh thần quắc thước xuất hiện, đúng là Tiêu Thái Sư. Ở bên cạnh hắn cũng còn một lão già khác. Phụ thân, người cuối cùng cũng tới rồi. Giả Ma Nhân không nói thêm một lời, vù một cái liền xông lên Đài Ngọc. Ở phía dưới khẳng định hắn sẽ chịu thiệt, noi theo Diệp Phàm đi lên mới là thượng sách. Phía trên kia Diệp Phàm lại niết Nhân Vương ấn, mái tóc đen tung bay trong gió, đại chiến với Tiêu Vân Thăng nhưng vẫn không hề hấn gì. Hắn mạnh mẽ đối chọi với đại năng, khiến mọi người đuổi tới nơi giật mình. Nhất là Tiêu Thái Sư, thần sắc không ngừng biến ảo. Giờ phút này bốn vị hoàng chủ của Trang Châu, yêu chủ Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc đều chạy tới, tất cả đều lộ sắc mặt khác thường. Thôi! Tiêu Thái Sư vung tay lên, ra hiệu để Tiêu Vân Thăng lui lại. Hai tên hậu bối giả mang cậy vào thân thể ở trên Đài Ngọc có thể đấu với đại năng, nếu như lúc này mà bị bọn họ vây công thì đúng là bất lợi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có một số giáo chủ cũng xuất hiện, đều là những nhân vật uy chấn thiên hạ, có những tu sĩ đến từ Chư Tử Bách Giáo có thể khiến thần triều bất hủ của Trung Châu phải đau đầu. Diệp Phàm âm thầm nghiêm túc hơn. Hắn thấy một số người quen, đã từng gặp mặt ở sự kiện bàn đào tại Giao Tri, ví dụ như lão giáo chủ của Âm Dương Giá Trung Châu, năm nay đã 3.000 tuổi, là một nhân vật lão làng. Lúc này ngoài mấy người Diệp Phàm là không có chỗ dựa ra, những kẻ khác đều là tồn tại cấp bậc bá chủ danh chấn thiên hạ, hùng uy bao phủ đại địa. Những người này đều tới đây, rõ ràng phải có một hồi đại chiến giữa các hùng chủ. Ngay cả chỉ có thần vật kinh thế như xương cốt của thánh nhân viên cổ lưu lại thì cũng vậy, chứ chưa nói tới thần linh thời cổ. Trên Đài Ngọc vạn trượng, quan tài kia vẫn lơ lửng, là tiên trân vô giá. Mọi người đều sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ tranh đoạt thảm thiết. Lúc này ai nấy đều tản ra, tự chọn một hướng bất đồng mà đi lên, dọc theo bậc thang ngọc tiến về phía trước. Những người này đúng là chuẩn bị đầy đủ, mang theo nhiều cấm khí siêu cấp như vậy. Lão già mù giật mình nói. Đoạn Đức thở dài, với bộ phận pháp tắc của thánh nhân viên cổ này thì nhiều cấm khí siêu cấp như Âm Dương Kính, Phiên Thiên Ấn, Nam Yêu Chung, Trung Hoàng Đỉnh sẽ khiến bọn họ có thể đi tới đài cao vạn trượng kia. Đã đi tới đây thế chúng ta chẳng lẽ lại ra về tay không à? Đông Phương Giả không cam lòng, lấy xương cánh tay của thánh nhân ra. Lão già mù nói với Đoạn Đức, tên mập đừng giấu giếm nữa. Bảo bối trên người ngươi rất nhiều, mau lấy ra một món đi. Không thể để bọn họ lên đài trước được. Trên người lão lừa đảo ngươi cũng có trọng bảo, xuất ra một kiện là đủ đưa chúng ta đi tới rồi. Đoạn Đức nói. Hai tên thần côn bắt đầu cãi cọ. Cuối cùng nóng ruột tế ra ngọn đèn thánh nhân, đặt cùng một chỗ với xương tay thánh nhân của Đông Phương Giả. Lão lừa đảo ngươi cũng tế bảo ra đi. Lão già mù niệm một câu chú ngữ. Một cổ thuẫn bay ra, cũng trùng lên xương tay thánh nhân. Đây chính xác là một cái mai rùa. Giác Hữu Tình không nói một lời, vương cành bồ đề ra, lập tức mang lại sinh khí vô tận, khiến mấy người đều kinh hãi. Diệp Phàm nghĩ một chút liền lôi tấm đồng ra đặt cùng với những đồ vật này. Lập tức nó liền tỏa ra một đạo vận không hiểu nổi, là thần văn được khắc trên tiên lệ lục kim. Những thứ này cũng không phải là binh khí của thánh nhân viễn cổ, cũng không phải là đồ phỏng chế mà là di vật của thánh nhân, tổ hợp một chỗ cũng tỏa ra khí tức bất ngờ. Bọn họ đi từng bước tới, tạm thời có thể chống lại uy áp của Đài Ngọc. Ước chừng bay lên tới 3.000 trượng. Khi tới 5.000 trượng thì những thứ này không thể ngăn cản áp lực nữa. Mấy người di chuyển rất khó khăn. Uy áp tới từ di thể của thần linh cuồn cuộn mãnh liệt như muốn xé nát bọn họ, khó có thể chịu nổi. Đáng tiếc, thánh nhân viễn cổ hóa đạo lưu lại thánh cốt duy nhất, trải qua muôn ngàn thử thách, là thần vật quán thể nhưng lại không có trận văn tương ứng, bằng không có thể bảo hộ chúng ta đi lên. Đèn thánh nhân của ta cũng thế, là thần tài chân chính nhưng lại không có lạc ấn pháp tắc tương ứng. Làm sao bây giờ, không thể đi lên sao?
Bọn họ đứng trên đài cao 5.000 thế gia nguyên thuật cổ, đang muốn leo lên giữa sườn núi nhưng lại khó tiến thêm một bước. Ngay cả Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Soảng! Ở khắp các phía khác đã truyền ra những tiếng vỡ nát. Cấm khí siêu cấp nát vụn, có không ít người không thể không dừng lại. Hả? Không đúng. Còn có một số thế lực lớn vẫn tiến tới. Trên người bọn họ nhất định có thần vật không muốn người biết tới. Liều mạng. Di vật của thần linh cổ nhất định phải đoạt lấy. Đoạn Đức cắn răng, rốt cục tế ra chí bảo của mình. Phút. Một luồng sáng lóe lên. Cái chén bể hiện lên trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra vạn luồng ô quang, bao phủ mấy người lại. Trong chốc lát nữa sau khi đi lên ta sẽ vận dụng bí thuật mộ tán học, thay trời đổi đất, đánh cắp quan tài của thần linh. Các ngươi nhất định phải phối hợp với ta. Đoạn Đức nhấn mạnh chiếc chén bể vừa xuất hiện liền ngăn cản hết áp lực. Nó có uy lực thần bí khó lường, khiến trong phạm vi ba trượng yên tĩnh hẳn. Một bước, hai bước. Bọn họ một đường tiến về phía trước, dù có khí tức khủng bố tràn ra nhưng bước chân của bọn họ vẫn chưa bị ngăn lại, chậm rãi leo lên tới đỉnh của đài ngọc. Hừ hừ, đám nhãi ranh có người cười lạnh, hóa ra là Tiêu Vân Thăng, nhìn như trẻ tuổi nhưng lại là một đại năng tuyệt đỉnh. Tiêu Thái Sư và người của Âm Dương Giáo đứng một chỗ, từng bước đi lên, cũng không biết có loại thần vật gì chống đỡ được uy áp của thần linh. Trên đài cao vạn trượng, long bay hoàng liện, cổ quan chìm nổi, đã có mấy nhóm người đi lên trong tiên khí lượn lờ. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.